Chào tất cả anh em nha. Thì kênh Thuận có một cái trò chơi nhỏ nhỏ là vào 6 giờ 40 chiều hàng ngày á, thì Thuận sẽ đăng clip. Anh em nhớ vào bình luận sớm sớm nha. Thuận sẽ chọn ngẫu nhiên một trong 10 tài khoản bình luận đầu tiên ra một người để mà trao thưởng. Phần thưởng thì cũng nhỏ thôi, tinh thần thôi, một cái thẻ cào 20k nha. Bắt đầu từ hôm nay nha, là chiều hôm nay là Thuận sẽ đăng clip, anh em nhớ vào bình luận nha. Thì anh em nhớ là 10 tài khoản chứ không phải là 10 cái bình luận nha. Anh em vô sớm, anh em bình luận nhiều á thì cũng vậy thôi. Thuận chọn ra 10, một trong 10 tài khoản đầu tiên. 6 giờ 40 Thuận đăng clip xong thì 20 phút sau là 7 giờ Thuận sẽ vô, Thuận sẽ chọn một tài khoản và trả lời cái bình luận đó. Anh em nhớ 7 giờ hơn 7 giờ xíu á, rồi anh em vô kiểm tra lại coi Thuận có trả lời bình luận của mình không nha. Rồi anh em nhớ để lại số điện thoại, nếu mà Thuận có trả lời á thì anh em để lại số điện thoại, rồi bên kênh Thuận á sẽ liên lạc với anh em ha. Rồi chúc anh em sức khỏe nha, mau hết dịch bệnh để còn ăn nhậu rồi đi làm này kia.